tứ Phật. A hu ni vô, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Bà hu này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh chi ca ni vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bunyak khet tăng lô cát, các ngài là phước điển của chúng sanh không đâu bị kịp. Na ti mê sa ra năng anh nhang sang khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sách cha vách chê na hồ tu mê cha da măng gà lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức ạ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin được tiếp tục. Văn đà mi chê thi giang sắp băng sắp bát tha nê su bát tít tít tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tướng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kiết tường. Sắp bê sát ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp già bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam bát tì sa mít chan tu su khi ác ta năng ba ri ha răng tu đúc kha bát ta cha nít đúc kha pha giáp bát ta cha ni pha già so ca bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bê bì ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử chúng con ạ. Uka sa ma yang thành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo,
để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dâm bi ma dâng thành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni gia cha mắt. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm bi ma dâng thành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Hài, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Hài. Trước tiên kính lễ Chư Tôn, Trường Đức Tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào sư Kim Nhung, sư Nhật Quỳnh, sư Hồng Nhật, sư Niệm Từ, Quân Giang Nhất Hạ, sư Hồng Mai, sư Metta, sư Phi Lâm, sư Thiện Vũ và đạo hữu Tam Uy. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tam quy vùng ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng gạch cha hào mi con đem lên lòng kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng gạch cha hào mi con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn căng ta năng gạch cha hào mi con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti dâm vi bụt đăng sa năng gạch cha hào mi con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lòng kính nhì Đủ ti dâm vị đắp mong sợ năng gây chá hà mị con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đủ ti dâm vị sân căng sợ năng gây chá hà mị con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ ti dâm vị bụt đăng sợ năng gây chá hà mị con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti dâm vị đắp mong sợ năng gạch chá hà mi con đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ ti dâm vị sân căng sợ năng gạch chá hà mi con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm bằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn khăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dâm bi bụt thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi tham măng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi tham măng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ra năng ni thi tăng pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta quê ra man e si kha bà năng sa man ya mi. Còn xin mấy những điều học là quy cha sa sư sát sanh a đinh na 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 quê ra man e si kha bà năng sa man ya mi. Còn xin mấy những điều học là quy tránh xa sư trộm cắp ca mê su mê cha cha ram quê ra ma ni si kha bất năng sa ma ni ya mi. Còn xin mấy những điều học là quy tránh xa sự tà hận mu sa wa da quê ra ma ni si kha bất năng sa ma ni ya mi. Còn xin mấy những điều học là quy tránh xa sự nói dối su ra mê ra yam ma cha pa ma da tha na quê ra ma ni si kha bất năng sa ma ya mi. Còn xin mấy những điều học là quy tránh xa si dị uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi nhà mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi nhà mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame su mích cha cha ra quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ba ma da tha na quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. I ma ni ban cha si kha ba da ni sa tu kang ka toa nga ba ma de ni cha ka lang sa ma ra ki ta bang. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nên tam bảo rồi phải lắm mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ca tinh doan ti, si lê na phu ca sâm bác đai, si lê na lê phu tinh doan ti ta sư mai, si lăng vị sô tha dê. Các chúng sanh lê sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, dạ con kính tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamangge na vande hằng ba đa bằng sùng varuttamang Buddhe yo khalito do so buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangge na vande hằng tham manh cha du vít hằng qua rằng tham mê yo khalito do so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quan đề hàng sang khanh cha đu biết hô ta mang sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ngày hôm nay ạ. Sit thi ya chân ra tha sit tham an tu sin tham an tu sin tham an tu y đăng pha lăng etasmin satanat tayasmin sambasadana che ta su. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh mới vào đạo tràng ạ. Sa thú lành thay. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng Niết Bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Rằng kinh chi cu sa la cầm măng cắt, tập bằng kiri yang mama ka ye na wa cha manasa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no at thi ye cha sat ta a san ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang bun nya pha lang ma ya ye cha ta thana cha nan ti đề hoa gành tòa ni huệ đã dùng sắp bề lô cam hi dê sát ta chi quan ta hà ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bề la phan tu ma ma chê ta sa tiên y đằng nô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng wa ta nô bùn nhằng à sa wa kha già wa hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên ở mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới. Dạ, con xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng,
Dạ, Như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tăng quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã hoan hỷ thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Như Quỳnh kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh năng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Daha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Daha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Daha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương và màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhân chẳng dĩ hơi việc làm mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin đọc phần chánh văn trước khi con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng giải bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1, Tương Ưng Chư Thiên. Phẩm 4 La Mã, bài 1 La Mã già và bài 2 không già. Bài 1 La Mã, vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đoạt. Giới là tốt đến già, tính là tốt kiên trú, tuệ vật báo loài người, công đức cướp khó đoạt. Bài 2 La Mã không già. Vật gì tốt không già, vật gì tốt trường cũ, vật gì vật báo người, vật gì cướp không đoạt. Giới là tốt không già, tính là tốt trường cũ, tuệ vật báo loài người, công đức cướp không đoạt. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Tri Đức. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi
vào buổi sinh hoạt chia sẻ Phật pháp. Thật kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi là tại cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và giải thoát trong ngày vị lai. Đệ tử do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh. Hôm nay chúng ta qua cái phẩm mới, phẩm già. Và cái hai cái câu số 1 là mã, số 2 là mã, thì cái này nó có sự liên quan nha. Cho nên là hôm nay thì chúng ta học hai đoạn. Thì già, không già, đây là những cái danh từ chế định tục đế theo cái sắc pháp của chúng sanh. Thì theo cái định luật là sanh, tiến, dị, diệt. Đó, thì cái những cái giai đoạn của một cái vật chất là sắc pháp, hoặc là sanh, trụ, diệt. Thì nếu mà như chia nó từng đoạn, sanh, tiến, dị, rồi mới tới diệt, thì cái sự biến đổi, cái sự biến đổi của vật chất càng ngày nó phát triển, rồi sao nó đi đến cái già cõi. Già cõi này nó mới đi đến cái điểm cuối cùng là chết hay là diệt. Nhưng mà có những cái nó không già. Như quý vị thấy rằng cái định luật về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, hay là cái quy luật, cái định luật của các vật chất sanh, trụ, diệt, thì cái này nó không có già, nó mãi mãi nó là. Rồi cái sự thực hành cũng vậy. Cái sự thực hành nếu mà những cái pháp hành thì nó không có già. Trong quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và vị lai nó cũng vậy mà thôi. Cho nên là cái già không già đây là nó theo cái ý nghĩa chế định tục đế. Giống như một chúng sanh khi mà xuất hiện thì người ta gọi là sanh, rồi chấm dứt là chết. Chỉ là một cái tiến trình, một tiến trình của cái đời sống mà thôi. Nếu mà chúng sanh này chưa có đạt đến cái giai đoạn mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái chết là nó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời khép lại cái đời sống hiện tại, và cái sanh là nó tiếp tục, nó nối tiếp, nó mở ra một cái đời sống tương lai. Rồi cái sanh rồi thì phải già,
à, già rồi thì phải chết đó, thì coi như nó là một cái dòng trôi chảy liên tục. À, nhưng mà để phân biệt thì người ta dùng những cái danh từ tục đế để người ta chế định, để biết sanh là khởi đầu cho sự sống, chết là một cái điểm cuối của đời sống hiện tại, để chuyển qua cái sanh của một cái kiếp sống tương lai. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. Thì cái gì chư thiên hỏi là vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đoạt, thì Đức Phật mới giải đáp: giới là tốt đến già, tính là tốt kiên trú, tuệ là vật báo loài người, công đức cướp khó đoạt. Thì cái đoạn thứ hai thì nó cũng có cái ý, nó cũng trùng lập: vật gì tốt không già, vật gì tốt trường cũ. Vật gì vật báo người, vật gì cướp không đoạt. Đức Phật mới trả lời là: giới là tốt không già, tính là tốt trường cũ, tuệ là vật báo loài người, công đức cướp không đoạt. Thì ở đây chúng ta thấy rằng giới là tốt đến già. Thì cái sự giữ giới nó từ thấp đến cao, chứ nó không có phải riêng cái già không. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta giữ giới thì cái giới trước hết là nó có cái công năng để ngăn ngừa, phòng hộ, bảo vệ các pháp thiện trước các cái pháp bất thiện. Khi mà cái người mà giữ giới, tức là thanh tịnh quá tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cho nên là cái giới này chúng ta thực hành trong cái kiếp sống chúng ta từ trẻ cho đến khi mà mình già, cái sắc pháp này nó già cỗi, nhưng mà sự thực ra cái giới nó tiến triển, nó tiến triển từ thấp tới cao. Thì luôn quý vị lúc đầu quý vị hiểu biết, quý vị giữ gìn năm giới rồi phát triển thành tám giới, thì cái đây là cái già dặn, cái sự tiến bộ ở trong cái sự thực hành về giới. Rồi nếu mà chúng ta nỗ lực giữ gìn phát triển hơn nữa thì cái giới nó sẽ trở thành là cái gì? Là cái ba chi đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong bát chánh đạo. Thì khi mà cái sự già dặn của giới này đó, nó mới có công năng để mà đi đến diệt trừ. Còn lúc đầu á, chúng ta nguyện thọ trì thì nó chỉ là cái giới ngăn ngừa, phòng hộ thôi. Nếu mà trong cái sự tu tiến, chúng ta nỗ lực tu tập để phát triển nó trở thành ba chi đạo, thì nó có khả năng sát tuyệt các cái phiền não, thì đi đến cái giới nó mạnh mẽ, già dặn, để đủ cái năng lực để diệt trừ tất cả những cái phiền não. Rồi cái giới
Thì cái Đức Phật dạy cái người có giới á, người thực hành giới, gìn giữ trọn vẹn đầy đủ. Ví dụ mình tự nguyện thọ trì một cái giới nào thì mình phải gìn giữ đầy đủ. Ví dụ như bây giờ nguyện thọ trì ngũ giới, thì khi mà mình nói mình thọ trì ngũ giới thì phải gìn giữ đầy đủ, đầy đủ năm cái giới. Hoặc là nguyện thọ trì bát quan trai giới thì phải gìn giữ tròn đủ tám giới. Còn trong điều kiện khả năng, ví dụ như bây giờ mình chưa đủ gìn giữ trọn vẹn hết năm giới, bây giờ mình có thể mình giữ ba giới hoặc bốn giới cũng được, nhưng mà lúc đó chưa gọi là thọ trì ngũ giới, hay là hoặc là trong cái tám cái giới, nhưng mà bây giờ mình chưa đủ khả năng để mình thọ trì đủ tám giới thì mình có thể giữ sáu giới hoặc bảy giới cũng được, nhưng mà lúc đó là chưa gọi là thọ trì bát quan trai giới. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, mà khi nào chúng ta tự nguyện thọ trì gìn giữ trọn vẹn thì gọi là ngũ giới, bát quan trai giới, hoặc là những cái giới của hàng xuất gia. Thì khi mà một cái người mà gìn giữ trọn vẹn những cái học giới mà mình tự nguyện mình thọ trì á, thì sẽ có những cái quả báo. Thì khi mà quý vị biết rằng khi mà chúng ta giữ giới thì chúng ta tránh những cái điều tai hại, gây những cái điều quan trái. Thí dụ như mình giữ cái giới không sát sanh, khi mà không gìn giữ cái giới không sát sanh, chúng ta không có sự tổn hại hay là đoạt mạng sống của những chúng sanh nào còn thức tánh. Thì nhờ mình gìn giữ tự nguyện, mình tránh xa cái giới không sát sanh như vậy đó, thì nó đem đến cái phước là mình sẽ tránh được những cái sự quan trái. Còn nếu mà mình đoạt mạng sống của người ta, mình gây khổ đau cho người ta, mình gây khổ đau cho người khác, thì sao? Chúng ta gieo trồng những cái chủng tử không tốt đẹp, thì sẽ đem đến cái hậu quả là ăn không có được an vui, bị khổ đau, bị quan trái trong cái đời sống. Do đó mà cái người giữ giới thì có được năm cái phước. Thứ nhất là được nhiều lợi lộc. Được nhiều lợi lộc đây không phải là giữ giới rồi được tiền của cải gì đó, nhưng mà cái lợi lộc ở đây là sự cái an vui, an vui trong đời sống, giống như là giống như là chúng ta tránh được những cái quan trái, những cái khổ đau nữa, nó cũng là một cái lợi lộc. Rồi tiếng làm đồn xa, thì những cái người mà giữ giới thì sẽ được nhiều người khác người ta quý trọng tán thán. Thì trong Pháp Kinh thì quý vị cũng học đó, là Đức Phật dạy sao cái hương của giới, cái hương của giới thì nó có thể nó bay xuôi gió, có thể bay ngược gió, và nó có thể, cái hương của giới nó có thể lan tỏa đến cõi chư thiên. Cho nên là cái những cái người mà giữ giới trọn vẹn tốt đẹp thì được sao? Thì được tiếng lành đồn xa, được sự tán thán quý trọng của người khác, và sao chư thiên họ cũng ái mộ quý kính đối với những cái người người có giới. Rồi
cái người mà có giới đó à, có cái tâm dạng dĩ khi mà đi vào hội chúng à, những cái hội hội chúng cao quý như là à, vua chúa à, rồi bà la môn à, những cái hội chúng à, đông đảo, vì mình là cái người mà giữ giới à, tốt đẹp cho nên là không có cái gì phải phải rụt rè e ngại. Tại vì mà khi mà một cái người mà không có giữ giới tròn đủ tốt đẹp á thì sao, nhiều khi họ họ sợ, họ sợ trời, không biết ở trong cái hội chúng này có người nào họ họ biết mình hay không à, biết cái à, là những cái giới mà mình lỡ phạm hay không. Cho nên là tự nhiên khi mà đi vào hội chúng á, thì họ rụt rè e ngại à, còn cái người mà thực hành cái giới đầy đủ trọn vẹn thì cái người này sẽ không có cái sự e ngại mà giản dị à, đi vào hội chúng một cách đương hoàng tốt đẹp. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư là không mê loạn, tức là khi mà chúng ta mà giữ giới được trọn vẹn tốt đẹp đó, thường xuyên quân tập như vậy đó, thì cái tâm nó được rất là an tịnh nha à, chính nhờ cái giới nó làm cái nền tảng à, để chúng ta phát triển được cái định à, nhờ thường xuyên giữ giới à, cái tâm nó định tĩnh à, quý vị biết rằng khi mà chúng ta tu tập nếu mà à, cái giới mình không có được trọn vẹn sao cái tâm nó trạo hối à, nó nhớ lại những cái quá khứ à, nó ăn năn hối tiếc về những cái điều bất thiện mình lỡ làm à, cho nên là lúc đó cái tâm nó bị xao động như vậy thì không thể nào mà định tĩnh trên đối tượng đó. Cho nên đối với mà những cái gì mà giữ giới trong sạch tốt đẹp thì nó sẽ là một cái nền tảng để nâng đỡ trên cái bước đường tu tiến của mình à, và chính vì có được cái tâm định tĩnh sáng suốt cho nên khi mà cái cận tử nghiệp đến à, thì cái người này không có mê loạn à, và sao những vị này khi mà ra đi với cái tâm sáng suốt định tĩnh à, rõ ràng như vậy đó thì chắc chắn là sẽ đi đến những cái cõi lành đó. Là nói về cái năm cái quả báo mà Đức Phật khuyên dạy hàng Phật tử à, chúng ta phải thực hành à, để có được những cái điều kiện tốt đẹp à, trong đời sống hiện tại cũng như những cái điều kiện tốt đẹp cho những kiếp sống tương lai à, cho nên á, cái giới chúng ta gìn giữ à, thì nó phát triển mỗi ngày một tăng tiến hơn à, chứ nó không có già cỗi à, mà nó phát triển càng ngày á, nó càng mạnh mẽ à, để đủ sức à, ngăn ngừa à, đấu trị rồi đi đến cái gì? Đi đến cái sát tuyệt những cái phiền não à, những cái chướng ngại à, và khi mà chúng ta giữ giới là cái bước đầu tiên để chúng ta phát triển nâng đỡ tất cả các thiện pháp à, đó cho nên cái giới nó rất là quan trọng, chúng ta phải hiểu biết. Rồi cái thứ hai là gì, là cái tính à, thì cái tính là tốt kiên trú à, vững vàng, rồi tính là tốt trường cũ. Thì tại sao mà nói là tính là tốt kiên trú, tính là tốt trường cũ? Thì ở đây trong kinh thì Đức Phật nói khi mà có
điều thiện. À, rồi vì muốn nghe à, nên khởi tâm, à, khởi tâm à, lắng nghe, tìm hiểu, và từ đó đó cái chánh tính, à, cái niềm tin nó được sanh khởi. À, thì trong đời sống khi mà chúng ta chưa hiểu biết thì sao? Chúng ta cũng có niềm tin, nhưng mà những cái niềm tin nó không có chân chánh, không có đúng đắn. À, cho nên khi mà có các bậc thiện trí thức, à, hiểu biết những cái thiện pháp và có sự tầm cầu, có ý muốn lắng nghe, à, có ý muốn tìm hiểu, à, thì cái chánh tính nó sẽ được sanh khởi. Rồi cái chánh tính khi mà nó sanh khởi á, à, nó có cái công năng là sao? À, nó đặt cái niềm tin, à, ở nơi đáng tôn trọng, tức là đối với những cái đối tượng cao quý, đáng cung kính. À, đó. Thành ra đó, cái tính đó là nó có một cái điểm khởi đầu để nó tạo điều kiện dẫn dắt các cái pháp thiện sau này. À, rồi cái chánh tính thì nó có cái công năng đó, giống như là thanh lọc. khi mà chúng ta chưa có được cái niềm tin chân chánh, à, chúng ta tin tùm lum tà lá hết, à, tin những cái tôn giáo này tôn giáo khác, à, rồi những cái đền này miếu nọ, à, thần này thần khác, à, nhưng mà đó cái niềm tin đó là những cái niềm tin không có chân chánh. Thì khi mà chúng ta hiểu biết, à, chúng ta học hỏi, chúng ta biết phân biệt được là cái nào là tà tính, cái nào là chánh tính. Thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, cái chánh tính nó có công năng, à, thanh lọc, loại trừ những cái tà tính. À, đó. Ví dụ bây giờ khi mà mình đã hiểu biết rồi, à, quý vị đã từng học hỏi hiểu biết Phật pháp, à, nhưng mà bây giờ ta nói là có cái miễu này linh lắm, à, cái, à, ông động cốt này linh lắm, à, thì sao quý vị không còn tin nữa? À, nhờ cái sự hiểu biết của cái chánh tính nó ngăn chặn. Còn hồi xưa mình không biết, à, nghe nói là cái miễu này, à, linh lắm, à, là mình đi lại mình cúng bái, à, nghe cái, à, có cái đồng cốt này á, lên đó là, à, đón được, à, vị lai rồi này, kia nọ, xem bói xem toán đồ hay lắm, thì sao mình đi đến để mình xem đó. Thành ra khi mà có chánh tính rồi đó, thì nó sẽ thanh lọc, nó loại trừ tất cả những cái niềm tin sai lệch này. Đó. Rồi cái tánh tính đó, nó hướng dẫn cho các cái pháp thiện. À, nhờ có cái niềm tin, à, chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm những cái công việc thiện sự như là bố thí, à, rồi trì giới, à, rồi học hỏi Phật pháp và thực hành, à, những cái lời dạy của Đức Phật. À, cho nên đó, là cái niềm tin nó rất là quan trọng. À, cho nên đó là cái niềm tin này phải có sự kiên trú, có vững vàng và lâu dài trường cửu. À, một khi mà quý vị có một cái niềm tin mà vững vàng mạnh mẽ, à, thì quý vị mới thực hành các cái thiện pháp. À, còn nếu mà cái niềm tin mình á, mà nó chưa có vững vàng, nó còn lay động, hồi thì mình cũng tin,
hồi mình cũng tin là về nhân quả, nhưng mà hồi thì mình cũng thấy à, bây giờ mình bệnh quá, thôi bây giờ cái đền này, cái miếu này, cái đình này linh lắm, mình lại mình cúng bái cầu khấn gian sinh để cho mau nó hết bệnh. À, thì cái niềm tin của mình nó chưa có lung lay, hồi mình còn khỏe mạnh á thì mình tin, mà đến chừng mà nó đau đớn khổ sở của bệnh nó phát sanh á thì bắt đầu cái mình bị chao động, rồi mình lại rơi qua cái tà tính. Cho nên á là chúng ta cái niềm tin của phàm nhân á thì nó chưa có vững vàng, cho nên là chúng ta đôi lúc chúng ta phải có sự nỗ lực để mà gìn giữ cái niềm tin của mình. À, rồi quý vị khi mà quý vị còn cái niềm tin thì quý vị sẽ thực hành à, các cái thiện pháp. Mà nếu mà cái niềm tin mà mất á, thì sao? À, đó. Thành ra đó, trong kinh cũng có một cái câu chuyện, có một cái người cận sự nam đi đến tịnh xá và xin với chư tăng là ngày hôm sau á cái vị cận sự nam này sẽ cúng dường vật thực đến chư tăng. À, nhưng mà vừa cái chư tăng vừa nhận lời đối với cái vị cận sự nam này thì có một cái vị hoàng thân. Vị hoàng thân này cũng có cái niềm tin. À, ông ta sắp sửa có một cái nhiệm vụ quan trọng, cho nên là ông ta cũng đến đảnh lễ chư tăng và xin phép là ngày mai ông ta được tạo phước cúng dường đến chư tăng. Nhưng mà bây giờ chư tăng vừa nhận lời của ông cận sự nam rồi, mà bây giờ nếu mà nhận lời cái ông hoàng thân này nữa thì không được. Nhưng mà ông hoàng thân này á, ông có một cái nhiệm vụ quan trọng vào ngày mốt, tức là ngày mai là ông phải tạo phước để ngày mốt là ông đi làm cái nhiệm vụ của ông. Do vậy mà chư tăng mới nói với cái anh cận sự nam là thôi bây giờ là chú thì chú không có bận rộn công việc gì hết á, à thôi ngày mai á nhường lại cho cái vị này đi, ngày mai vị này làm phước, rồi ngày mốt ngày kia đó thì chú có thể chú làm. À thì cái anh cận sự nam này mới nói là bây giờ đó nếu mà ngài bảo đảm với con là cái thọ mạng của con á không chấm dứt, à và cái niềm tin của con á không bị hư hoại, à thì con sẽ nhường. Thì cái vị này mới quán xét thì cái tuổi thọ của ông cận sự nam này chưa đến lúc mà kết thúc, à nhưng mà cái niềm tin á, cái niềm tin thì không biết được. À cho nên cái vị trưởng lão này không dám nhận lời đối với cái ông hoàng thân. Quý vị thấy rằng cái niềm tin của phàm nhân mình á, nó còn yếu lắm. À, nó mong manh giống như cái cây yếu trước gió nè. À, nó dễ bị lung lay, dễ bị sụp đổ, dễ bị tiêu hoại lắm. Mà ngày nào mà cái niềm tin của quý vị còn mạnh mẽ, còn vững vàng, à, thì quý vị sẽ còn nỗ lực học pháp, hành pháp, à, thực hành rất nhiều những cái điều thiện. Mà một khi ấy, mà cái niềm tin mình không còn thì thôi, à, đừng có ai mà rủ đi chùa, đừng ai rủ đi bố thí, đi dân y gì hết á, không? Đừng có ai mà rủ mà đi lại nghe nói pháp nói đạo gì đó. Thành ra cái niềm tin nó rất là quan trọng cho đó. Cho nên á, Đức Phật khuyên người Phật tử phải khéo léo, à, đặt niềm tin mình cho
nó đúng chỗ, tốt đẹp, và xong phải gìn giữ cái niềm tin. À, bây giờ giống như cái anh Cận Sự Nam đó, anh nói bây giờ là ảnh đồng ý nhường lại cho cái vị hoàng thân, nhưng mà đó, cái tuổi thọ ảnh phải còn và niềm tin ảnh phải phải còn. Nhưng mà sao, đôi lúc bây giờ cái vị trưởng lão này mà biểu ảnh là phải nhường lại cho hoàng thân làm ngày sau, à tự nhiên là có nhiều khi sư nói cái này là mình bằng cái suy luận thôi nha. Bây giờ giả dụ như cô Nhật Quỳnh, à cô Nhật Quỳnh xin đẻ bác, nhưng mà có một cái bà mà đại gia, bà chủ tiệm hột xoàn, đại lý công ty vàng bạc đá quý gì chẳng hạn, à bây giờ bà nói là ngày mai cho bà làm phước đi, à rồi cô Nhật Quỳnh làm những ngày khác, à đó. Nhưng mà nếu mà chư tăng đã nhận lời rồi, à bây giờ nói thôi cô ơi, giờ để cho cái bà này bà làm trước đi, rồi ngày mai cô phải làm, à thì có khi á, nếu mà mình có cái tâm mà hoan hỷ á, thì mình nhường. Nhưng mà nếu mà với cái người mà chưa có cái hiểu biết thì sao? À, rồi mấy ông sư này thấy người giàu cái là lo nhận lời của người ta, còn mình thì nghèo khổ hơn, à cái bắt đầu chê mình đó. Tại sao? Rồi suy sụp, mất cái niềm tin, mà hả, mà mất cái niềm tin rồi là mất tất cả. Từ đó thôi mấy ông sư này là mấy ông trọng người giàu mà, à chứ người nghèo đi tới mấy ông có tiếp đón này kia nọ đó. Thành ra đó là từ đó mà không còn tạo được những cái thiện sự. Cho nên á, có những lúc chúng ta cũng phải củng cố cái niềm tin của mình cho nó thật vững vàng. À, cho nên á, cái niềm tin mà kiên cố và vững vàng đó, thì nó sẽ dẫn dắt những cái thiện sự tiếp tục. À, cho nên khi nào mà những cái vị mà đạt đến các cái tầng thánh sơ đạo sơ quả thì mới có cái niềm tin gọi là kiên cố, hay là trong kinh Đức Phật nói là giống như cột cừ đã đóng cứng dưới đất, à dầu gió bốn phương cũng không lay động thế nào. À đó, khi mà một cái vị mà đã trở thành bậc thánh Chu Đà Quần rồi đó thì cái niềm tin nó mới vững vàng, nó không còn bị lay động, hay là hoặc là giống như tảng đá kiên trì, à gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xây. Đó, một cái tảng đá mà một cái núi đá thì bây giờ gió mưa cỡ nào nó cũng không có suy xiển, không? Chứ còn mà cái niềm tin của cái người mà phàm nhân ấy, thì nó còn mong manh lắm, chỉ một chút phiền não, à chỉ một chút bất mãn, à thì có thể à cái niềm tin này nó bị thui chột mà mất đi. Đó, cho nên á là trong cái học hỏi chúng ta cũng phải cố gắng à củng cố cái niềm tin của mình. Rồi cái thứ ba là cái trí tuệ. Thì quý vị thấy rằng ở trong chánh kinh thì Đức Phật cũng nói tuệ vật báo của loài người, và tuệ là vật, cái vật quý giá nhất của cái đời sống của một chúng sanh nhân loại đó. Cho nên á,
cái trí tuệ này đó, chúng ta cũng cần phải phải dùng bồi nó bằng cách là chúng ta học học pháp, suy tư về pháp, rồi chúng ta thực hành để đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái tệ giác, những cái hiểu biết hay là trí trí văn rồi trí tư rồi đến trí tu, trí văn là chúng ta học hỏi nghe pháp, tìm hiểu Phật pháp, rồi sau khi mà chúng ta học hỏi tìm hiểu chúng ta suy tư như thế nào một cách tường tận cặn kẽ, phân biệt rõ ràng giữa cái nào là đúng pháp, cái nào là phi pháp, không còn hoài nghi, không còn ngờ vực. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết rồi đó thì chúng ta mới đem ra thực hành. Và chính chỉ có cái trí tuệ này nè, nó mới đủ sức công năng để mà phá vỡ cái si mê vô minh. Đó, cho đến khi nào mà cái trí tuệ của chúng ta đủ mạnh, đủ khả năng để mà xác tuyệt tất cả những cái phiền não si mê thì chúng ta giải thoát. Cho nên nó là cái trí tuệ nó rất là quan trọng vậy. Thì trong đời sống, nếu mà một người nào có trí tuệ thì cái đời sống của cái người này nó cũng tốt đẹp. Còn bây giờ cái người này giàu có tài sản nhiều nhưng mà không có trí tuệ thì cũng không sử dụng cái tài sản một cách tốt đẹp. Rồi thường thường câu tục ngữ ông bà mình đã nói sao: chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Thì cái người mà có trí tuệ đó, qua cái ngôn từ nói nó khéo nói, nói hợp lý, nói hợp lẽ, nói đúng và thời, đúng pháp đó. Rồi cái đời sống của cái người mà có trí tuệ cũng vậy, nó có sự trật tự gọn gàng. Còn nếu mà cái người mà không có trí tuệ sao, sống bừa bãi, rồi nói năng cẩu thả, không có chừng mực, không hợp thời, không hợp lúc, không có đúng đối tượng, hoặc là nói không có đúng chánh pháp. Cho nên á, chính qua cái biểu hiện, chính qua cái biểu hiện của cái đời sống, cái biểu hiện này gọi là gì? Là cái tướng, cái tướng. Cho nên á, qua cái tướng biểu hiện này mà chúng ta phân biệt được người nào là người trí, người nào là người thiểu trí. Cho nên là trong đời sống thì chúng ta cũng phải có những cái hiểu biết này đó, để mà chúng ta tìm đến những cái vị có trí tuệ, có hiểu biết để mà chúng ta học hỏi nương nhờ. Đó, cho nên là cái vấn đề cái trí tuệ nó rất là quan trọng của chúng ta. Và muốn có cái trí tuệ là gì? Trong đời sống chúng ta phải luôn luôn khéo tác ý. Cái điều này là hết sức quan trọng. Và muốn có trí tuệ, muốn dung bồi trí tuệ cho được nó mạnh mẽ thì bất cứ một cái việc gì chúng ta phải khéo tác ý. Cái điều này là quý vị thấy là trong kinh Đức Phật thường xuyên nhắc chư thì khâu. Thành ra đó, có một cái vấn đề nào xảy ra chúng ta không vội vàng, chúng ta khéo tác ý xem xét trên khía cạnh
Nhân quả do đâu, do nguyên nhân nào mà nó xảy ra cái sự kiện này? Rồi bây giờ cái sự kiện nó xảy ra như vậy, mình sẽ dùng những cái pháp nào để đối trị? Thì khi mà chúng ta trong đời sống chúng ta khéo đắc ý thì cái trí tuệ chúng ta mỗi ngày nó sẽ được dung bồi. Hoặc là đôi lúc nếu mà chúng ta bị cái ngoại cảnh, những cái công việc nó lôi cuốn, chúng ta quên, cái tâm mình nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, thì lâu lâu mình phải khéo tắt ý, mình tự hỏi nãy giờ mình có hay biết không, nãy giờ những cái gì mà nó đang diễn ra mình có hay biết không, nãy giờ mình đang làm gì, mình nói gì, mình có biết hay không. Thì khi mà quý vị khéo tắt ý, quý vị tự phản tỉnh, xem xét lại, thì tự động cái trí tuệ nó sẽ trở lại với mình. Đó, thành ra đó, cái này thì mỗi người phải tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Đó, cho nên đó, chúng ta muốn có được trí tuệ mỗi ngày nó phát triển, thì trong học, trong thực hành, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải khéo tác ý, chứ không phải chờ tới tôi vô ngồi thiền kia nọ tôi mới giữ chánh niệm tỉnh giác, mà chúng ta phải giữ cái tâm tỉnh giác luôn khi thì như vậy chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ. Rồi cái điều cuối cùng là gì? Cái công đức. Công đức cướp hóa đoạt. Thì công đức là gì? Công đức nó là cái quả, cái quả của các cái pháp thiện. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống người ta nói trời ơi tội nghiệp người này quá, họ kém phước quá, không? Là trời ơi tôi khổ quá, tôi kém phước quá. Đó, thành ra cái công đức ở đây là những cái quả lành. Hay là hồi đó ngài hòa thượng hay nói cái câu đó, khen ai kiếp trước khéo tu, cho nên kiếp này mới dõng dù xê sang. Nhờ chúng ta kiếp trước chúng ta làm tạo được nhiều những cái điều thiện, những cái điều lành hay là công đức, rồi chính những cái nhân này đó làm nó mới đem đến cái quả, có được sự mọi người tôn trọng, địa vị, tài sản. Còn cái người mà không có hiểu biết, tạo những cái điều bất thiện thì đưa đến cái quả là khổ đau. Cho nên cái công đức ở đây là chỉ cái những cái quả thiện qua tam nghiệp mà mình đã tạo, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta tạo những cái điều lành, những cái gieo trồng, những cái chủng tử, những cái nhân thiện. Thì những cái nhân thiện này thì nó đưa đến cái phước báo hay là cái công đức. Mà cái này đó, khi mà mình có phước thì nó đối nghịch. Cái người kém phước thì khổ đau, mà cái người mà có phước đó, thì nó sẽ là cái sự an vui. Và cái phước báo này đó, không ai có thể đoạt được. Khi mà quý vị mà tạo phước được đó, thì cái phước này nó sẽ đi theo quý vị bất cứ ở cảnh giới nào. Không có sợ bị cướp đoạt, lửa cháy, nước lụt cuốn trôi, vân vân. Đó, cho nên á, ta quý vị học trong pháp cú kinh cũng vậy, người mà tạo phước lành á, người mà đã gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp á, thì sao? Cái phước đó chờ
đón chờ cái người mà thực hành tạo phước những cái điều lành, như như quyến thuộc bà con đón chào. Đó, khi mà mình có tạo phước thì cái phước này nó sẽ chờ chào đón mình. Thì trong Pháp Cú Kinh có cái câu chuyện mà cái vị mà cậu thanh niên con của ông Bá Hộ, cậu này phát tâm mới nói với cha mình cái số tài sản nào mà cha mà chia cho con á, bây giờ cha hãy chia cho con đi để con làm công việc phước thiện. Rồi cái cậu này đó mới đem cái tài sản mà ông Bá Hộ mà cho mình á đi kiến tạo một cái pháp đường, kiến tạo cái pháp đường để dâng đến Đức Phật và chư tăng, để có điều kiện để Đức Phật giảng pháp đến cho tứ chúng. Thì khi mà cái cậu thanh niên này hoàn tất cái sở nguyện của mình á, hay là ta nói là mà hoàn tất công đức á, thì sao cái phước này á nó chực chờ ở trên cõi trời rồi, có một cái tòa bảo cung bằng vàng nó hiện ra, rồi có những cái vị chư thiên tùy tùng nhưng mà chưa có chủ nhân đó. Thì khi mà ngày Mục Kiền Liên ngày đi lên cõi trời á, ngài mới thấy cái tòa bảo cung này rất là đẹp, to lớn mà bằng vàng ròng này kia. Thì hỏi thăm thì nói mấy người mà thiên nhân tùy tùng nó nói ông chủ tôi còn ở dưới cõi nhân loại. Thì sau khi mà trở về dưới cõi nhân loại thì mới biết là cái cậu thanh niên này đó đã làm những cái công đức kiến tạo cái pháp đường, làm những cái điều thiện sự như là dân cúng vật thực đến chư tăng, rồi nghe pháp gìn giữ giới, rồi đã làm cái kiến tạo cái pháp đường để tạo điều kiện để cho Đức Phật có thể hoằng pháp, chư tăng có nơi nghe pháp, có nơi tu tập. Thành ra đó, cái phước lành này đó Đức Phật mới nói sao, nó đi theo chúng ta như bóng với hình, nó sẽ sẵn sàng đón chờ, giống như bà con thân thuộc quyến thuộc đón chờ cái người mà đi xa lâu ngày trở về, rồi nó đi theo chúng ta như bóng với hình đó. Thì trong Pháp Cú Kinh quý vị cũng đã học rồi, câu số 1, câu số 2 đó. Đó cho nên á là chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ cố gắng làm tạo trữ những cái phước thiện, những cái nhân lành để nó cho cái quả an vui tốt đẹp, hay là thường thường ta nói là tạo công đức bòn phước đó, là như vậy. Cho nên á là từ những cái hiểu biết này chúng ta tránh cái việc sai lầm gì đó, ta nói là con trai nhờ phước mẹ, con gái nhờ phước cha, cha ăn mặn con khát nước, không có đúng. Người nào làm thì người đó được hưởng. Chẳng qua là con cái thì nó có cái cộng trú cộng nghiệp với cha mẹ vậy thôi, chứ còn không phải là cha làm mà con được hưởng không. Đó cho nên từ những cái hiểu biết đó để chi, chúng ta cải tránh những cái tri kiến sai lầm chưa đúng đắn của mình, với trí tuệ nè, chúng ta hiểu biết, chúng ta sửa đổi, cải tránh những cái niềm tin nó còn sai lầm, củng cố cái niềm tin cho được tốt đẹp hơn, rồi chúng ta nỗ lực gìn giữ những cái giới cho được tốt đẹp, phát triển từ thấp đến cao, mạnh mẽ để giới nó
có khả năng nâng đỡ các cái pháp thiện, tính nó thanh lọc những cái niềm tin tà tính sai lệch, rồi trí tuệ sáng suốt trong đời sống. Và nhờ có trí tuệ, nhờ có cái niềm tin chính chắn, chúng ta mới gìn giữ giới và phát triển những cái công đức phước thiện. Thì đây là những cái phước báo lợi ích tốt đẹp nhất cho cái đời sống hiện tại. Nếu mà trong đời sống hiện tại này chúng ta có điều kiện mà chúng ta không thực hành, không thực hành, không gìn giữ, không phát triển bốn cái pháp này, thì đây là một cái điều uổng phí. Cho nên là chúng ta phải biết trong đời sống là những cái việc nào là cái việc quan trọng nên làm. Nếu mà chúng ta không giữ giới, không có một cái niềm tin chân chính, rồi sống buông lung, thiếu trí tuệ, thì sao? Sẽ không có tạo được những cái điều thiện nghiệp, không gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thì sao? Chúng ta sẽ không có công đức, và sao? Chúng ta sẽ những kiếp sống tương lai thì không được an ổn, khó khăn trong đời sống, rồi nhiều quan trái, thì sẽ có cái đời sống khổ đau. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn một là già, đoạn hai là không già, thì cũng xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp lễ căn nghe, và kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử hiểu biết được lời dạy của Đức Phật để nỗ lực tinh tấn tu hành, tạo nhiều thiện sự trong đời sống, và hướng đến diệt trừ tất cả những phiền não, đạt đến sự an vui cao thượng trong ngày vị lai. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ xin mời đạo tràng ạ. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con hiểu và thực hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tắt nước nghỉ ngơi trong 3 phút. Rồi sư trở lại đạo tràng bạch sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ kính lãnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và quý cô tu nữ dồi dào đạo tràng. Kính chào quý anh chị em đạo hữu dồi dào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị có thể có ý kiến hỏi sư về bài giảng ngày hôm nay, có gì mình chưa hiểu biết có thể hỏi sư, để sư trở lại, sư nghỉ 3 phút, sư trở lại thì sư sẽ trả lời quý vị ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ kính mời đạo tràng, mời quý vị cho những ý kiến ạ, có những câu hỏi và cũng như có ý kiến theo bài hiểu biết ngày hôm nay. Hương Trang có ý kiến gì không? Quỳnh Giang Nhất Hà, cô tu nữ Phúc Hạnh, Quanh Phần, Quỳnh Phan, Quỳnh, dạ, Xích Niệm Từ, Xích Kim Nhung, dạ, Hồng Mai, Thiện Vũ, dạ, kính mời tất cả đạo tràng ạ. Mời bàn tay cũng nhờ, mời những câu chết chát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư nghỉ ngơi trong chốc lát, sư chưa có câu hỏi thì sư cho con hỏi một câu á, bà sư. Con thấy trong bài học á, thay vì những bài trước á, để là chư thiên hoặc là Thế Tôn hỏi hoặc là Thế Tôn trả lời,
Nhưng mà cái bài học ngày hôm nay á, thì con không thấy được mấy cái chữ đó. Thì con cũng ngầm hiểu là đây là lời của Thế Tôn dạy, hoặc đây là lời của chư thiên hỏi. Nhưng con có thể thêm vô được không bạch sư? Con thấy con đọc bài con thấy nó thiếu thiếu một cái gì á. Dạ, nếu sư dùng nước rồi sư trở lại đạo tràng, sư cho con một tín hiệu. Tại vì con thấy những cái bài sau này nó cũng có tình trạng như vậy á bà sư. Nó cũng để chấm chấm xong rồi là có câu hỏi hoặc câu trả lời. Dạ, sư chỉ dạy dùm con không biết con có nên sửa theo hiểu cái ý của con này, tức là để Thế Tôn hoặc để chư thiên không bà sư. Dạ, sư trở lại đạo tràng chưa bà sư? Dạ, nếu sư trở lại đạo tràng sư cho con một tín hiệu. Thì con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Thanh không? Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Tại vì máy của Nhật Quỳnh nó cũng nó thứ thiệt, nên là nó cũng hay bị vậy lắm. Dạ, dạ thú, con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ, con kính dâng mít đến sư để sư cho con một ý kiến ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Quý vị thấy rằng cái hai cái văn mà viết á, à, nó khác, mà cái văn nói á, thì nó khác nhau. À, thành ra nếu mà có thể mình bóp bài lên rồi mình có thể mình đọc thì mình nói là Thế Tôn trả lời cũng được. Tại vì ở trong đó thì cái mấy vị dịch thì nó phân ra từng đoạn. À, nếu mà chúng ta không có thấy thì có nhiều người người ta khó hiểu. Đó thì cái đoạn thứ nhất đó là đoạn thứ hai thì nó không có rạch ròi như những cái đoạn khác. À, có những cái đoạn khác thì người ta mở ngoặc ra. À, người ta mở ngoặc ra. Thí dụ như cái đoạn mà cái vị chư thiên ta hỏi vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, rồi Đức Phật trả lời thì có những cái đoạn đó thì ta mở ngoặc. À, rồi ta mới gạch đầu hàng là Thế Tôn. Nhưng mà cái đoạn này thì không có. Nó thì cô có thể mình thêm vô, mình mở mặt ra để Thế Tôn như vậy thì nó dễ hiểu hơn, những người khác người ta đọc vô người ta dễ hiểu hơn cũng được. À, có đôi lúc đó, nhà in người ta cũng thiếu sót. À, thành ra những cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì. À, mình hiểu ngầm là cái lời cái đoạn dưới là cái đoạn mà giải đáp của Đức Phật. À, cho cái vị chư thiên đó, thì cũng được không sao. Dạ. À, cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất là nhiều. À, đã bỏ công sức đọc rồi post bài rồi lên. À, chúc cô nhiều sức khỏe an vui và tu tập tạo được nhiều thiện sự và phụng sự tam bảo tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú đành thai, con thành kính tri ân sư đã chỉ dạy cho con. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, giờ Kim Nhung. Kim Nhung có sẵn sàng trước máy rồi. Dạ, Kim Nhung là Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung học kia đất học trên trời. Trong bài học này Kim Nhung có ý kiến gì không? Alo, Kim Nhung. Nhật Quỳnh thấy đời mời Kim Nhung nghe. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị. Dạ, với bài học ngày hôm nay thì con thấy lời Phật là luôn luôn đúng và luôn là cái kim chỉ nam cho chúng con để học tập, tu tập theo. Nhưng mà xong rồi qua bài học, qua cái sự giảng giải của sư thì con thấy tự thấy mình chưa tốt.
cả bốn pháp, pháp nào con thấy mình cũng chưa tốt hết. Về giới thì lủng, niềm tin thì chưa vững chắc, tuệ thì chưa đủ bén nhạy, công đức thì chưa trọn vẹn, tại vì khi mình làm thiện thì đã bị xen, khi thiện khi bất thiện xen vào, do đó công đức cũng chưa có trọn vẹn. Nhưng mà con có một cái ý như này, con muốn nhờ sư Hoan Hỷ giúp con, đó là trong cái trong cuộc sống này, nhất là trước khi mà con đến với Phật pháp và cái thời gian đầu con biết Phật pháp á, nhất là với Phật pháp Phật giáo Nam truyền á, thì con vi phạm giới rất là nhiều, nhất là giới sát sanh. Thì hồi đó gia đình con ở ở miền Tây, thành ra là con sát sanh rất là nhiều, nhất là những cái mùa mà nước nổi, con giết cá, con đập đầu cá rất là nhiều. Rồi bây giờ mà con chỉ nghĩ lại, hoặc là con thấy cái cảnh mấy con cá là tự nhiên con rợn người, con rùng mình hết. Rồi trong cuộc sống thì cũng có những lúc mà con nói dối, con nói dối tuy là nó không hại người, nó không ảnh hưởng đến người, nhưng mà nó có lợi cho mình, rồi cho cái công việc của mình. Thành ra là khi mà bây giờ thì con cũng đã cố gắng giữ những cái giới tối thiểu là 5 giới với 8 giới, thì con cũng cố gắng để giữ cho nó tốt. Nhưng mà khi mà cũng có những lúc là con nghĩ lại, hay là có những lúc mà tự nhiên cái nó trồi lên những cái mà mình, như mình sắp sanh, hoặc là những lúc mình nói dối như vậy đó. Như là sau này đối với con cái thì cũng có khi con nói dối để cho nó tốt hơn. Những cái đó thì trong cuộc sống thì con cũng có như vậy. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình hối hận, mình day dứt, rồi mình tự giận mình, tại sao lúc đó mình không nói những lời mà nói thật thì cũng có sao đâu. Rồi mình thở dài, tự nhiên con buông một cái tiếng thở dài, thì con cảm thấy nó rất là hối hận. Thì bây giờ con phải làm sao để con bớt những cái tâm trạng đó, vì những cái tâm trạng đó thì đến lúc mà cận tử nó sẽ không tốt cho chính con. Dạ, con kính nhờ sư Hoan Hỷ giúp con để con giải thoát những cái tâm trạng này. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá. Thì trong cái phương pháp thực hành á, nó cũng có hai cái để mà chúng ta chừa cãi được những cái sai lầm, những cái lỗi lầm của mình khi mà mình chưa hiểu biết Phật pháp. Thì cái thứ nhất á, là sao? Là cái pháp mà sám hối được, mình bày tỏ ra cái nào là tội, cái nào là phước, để từ đó mà chúng ta phân biệt rạch ròi, để chúng ta chừa cãi sửa đổi và không bao giờ phạm vào những cái lỗi lầm, không phạm giới nữa. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chúng ta phát triển tu tập về cái tâm từ. Tập về tâm từ thì có những cái cách thức để mà mình phát triển cái tâm từ của mình. Và phát triển bằng cách đó là sao? Đầu tiên hết là mình hãy tha thứ, tha thứ cho chính mình. Mình biết là hồi trước mình phạm giới, những cái tội lỗi mình làm là do đâu? Do vô minh phiền não, do si mê, tham lam sân hận, rồi nó đưa đến chúng ta tạo trữ những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện. Bây giờ chúng ta tha thứ cho người khác, là chúng ta bị, mình cũng biết những người khác sở dĩ mà họ gây cho mình khổ đau tổn hại cũng vì si mê, cũng vì si mê vô minh phiền não,
chi phối, nó sai sử họ làm. À, thì bây giờ á, là trước hết á, mình tha thứ cho chính mình. À, rồi mình cầu mong tất cả những chúng sanh mà tôi đã cho vô minh phiền não, tôi đã gây khổ đau tổn hại, bây giờ á, xin những cái chúng sanh đó xả bỏ những cái lỗi lầm. À, rồi mình xả bỏ những cái lỗi lầm của chúng sanh khác gây tổn hại khổ đau với chính mình. À, thì ở đây là nó cũng là một cái cách tu tập để tạo cho cái tâm mình nó an ổn. À, còn mà bây giờ mình hối quá, mình hối quá nó không có lợi ích gì hết á. À, bây giờ mình có ngồi buồn rầu khóc lóc ăn năn thì bây giờ những cái lỗi lầm đó cũng đã phạm rồi, không? À, bây giờ mình sửa đổi, mình sửa đổi bằng cách là bây giờ xả bỏ hết. À, cho nên á, trong một cái câu của cái vị Sa Di mà nói với cái vị trưởng lão á, lỗi này không phải ở ngài, lỗi này không phải ở con, lỗi này là do dòng luân hồi, do vô minh phiền não nó sai sử. À, không có một chúng sanh tạo tội lỗi mà không có một chúng sanh gánh cái hậu quả khổ đau. À, mà cái này đó là do dòng nghiệp báo triền miên. À, đâu có một con người, đâu có cô Kim Nhung, mà đâu có ông sư Pháp Thanh, nhờ sự vận hành của danh và sắc, chính vì vô minh phiền não nó thúc đẩy mà mình phạm lỗi lầm, phạm giới. Rồi nhờ có trí tuệ, nhờ có hiểu biết, mình chuyển đổi, chuyển hóa, sửa đổi, mình tránh xa những cái điều ác và mình thực hành những cái điều lành, thì cũng nha, cũng cái sự vận hành của pháp, từ những cái pháp đen, pháp đen thì sao, thì cho quả đen, mà pháp trắng thì cho quả trắng. Mình sửa đổi hay là gọi là chuyển nghiệp, nhờ có trí tuệ hiểu biết, mình chuyển đổi những cái nghiệp xấu trở thành những nghiệp tốt. Cho nên á, là bây giờ á, mình muốn để tạo cái tâm của mình nó an tịnh, thì bây giờ á, những cái gì đã qua, quá khứ không truy tầm. Bây giờ những cái lỗi lầm đó giờ mình cứ nhớ hoài, mình trạo hối lại hoài, rồi mình ăn năn buồn rầu uất ức khóc than, không có lợi ích gì hết. Quá khứ không truy tầm. Mình ráng mình sống ngay trong hiện tại. Khi nào phiền não mới sanh khởi lên, mình quán xét, mình biết nó là phiền não rồi bỏ. Vậy thôi. Khi nào trạo hối, trạo hối hối quá nó sanh khởi lên, thì mình nhìn nó, mình biết nó vậy thôi, mình đừng có xua đuổi nó, cũng đừng có chạy theo nó. Rồi mình buồn rầu, mình thế này thế khác, ăn năn hối quá là cái tâm phiền não. Vậy đó, thì với trí tuệ, bây giờ hồi đó mình lỡ làm, cái chuyện đã qua rồi, nhưng mà nguyện từ nay không làm nữa. Vậy thôi. Đó, thành ra đó, chúng ta dùng cái phương pháp, thứ nhất là mình sám hối, với trí tuệ mình biết cái nào tội lỗi, mình sẽ từ bỏ. Thứ hai, tha thứ cho bản thân, tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho những chúng sanh khác, để giải trừ những cái phiền não, cái oan trái trong đời sống. Rồi chúng ta sống với trí tuệ, tất cả các đối tượng là đối tượng, những cái cuồng phim, những cái nào mà nó bị đè nén, bây giờ khi mà cái tâm mình nó an tịnh á, thì sao nó nổi lên,
và nó tạo hối, cái cuồng phim nó trả ngược trở lại ha. Đó, thành ra đó mình sống theo lời Đức Phật dạy, à cái việc đã qua rồi mình cho nó qua, buông bỏ, à đừng có buồn rầu, cũng không có đem đến gì cái lợi ích gì hết, mà chúng ta sống với trí tuệ ngay trong hiện tại, à thì cái bổn phận của mình là chỉ biết như vậy thôi, à rồi gia ráng cố gắng, à dung bồi cái trí tuệ, tại vì có nhiều khi ấy, cái sự tu tập mình, cái trí tuệ mình nó còn non yếu thì cái phiền não nó tấn công, à nhưng mà nếu mà mình khi mà mình cái trí tuệ mình đủ mạnh, à mình đủ sức để đương đầu, à đủ sức để đối trị với nó, thì nó nổi lên mình nhìn nó sẽ tự động nó sẽ mất vậy thôi. À cái cuồng phim ấy, nó review nó lại, nó trả lại, à mình biết vậy thôi, mình đừng có chạy theo nó, mà cũng đừng có đè nén, không cho nó. Cái việc vận hành của pháp là vậy, à mình biết vậy với trí tuệ thì chúng ta sẽ có một cái nội tâm an ổn. Và cái điều quan trọng là gì, luôn luôn là cải chánh tri kiến, à những cái điều nào đúng pháp, à nên làm thì chúng ta làm, còn những điều nào mà mình biết là nó phi pháp, à thì mình sẽ lành hồi, mình tránh xa, à chứ còn phàm nhân thì chắc chắn ai cũng phải bị sai lầm, ai cũng phải bị phạm giới, ai cũng phải có lỗi lầm, à chỉ trừ ra các bậc thánh nhân thì mới tránh khỏi mà thôi. À mình con phạm nhân, à tất nhiên là phải có lỗi lầm rồi, thấy không? À nếu mà phạm nhân mà không có lỗi mới là lạ, thấy không? Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta biết để chúng ta sửa đổi, chứ chúng ta không nên dung túng, à bao che, à biện bạch cho những cái lỗi lầm của mình, à mà mình phải thấy hiểu biết để chúng ta từng bước chúng ta sửa đổi, từng bước chúng ta dung bồi cái trí tuệ của mình để có một cái đời sống an vui, và thực tập cái hạnh xả ly buông bỏ, xả ly đối với những cái lỗi lầm của mình đã lỡ phạm, xả ly với những cái quan trái của những chúng sanh xung quanh mình, để chúng ta có một đời sống an vui, rồi chúng ta phát triển trong tâm tư. Mình cầu mong cho chính mình có được một cái đời sống an vui, hạnh phúc, và cầu mong tất cả chúng sanh cũng được an vui, hạnh phúc, sống với tâm từ, với trí tuệ để sửa đổi những cái lỗi lầm của mình. Thì cũng xin chia sẻ những cái phương pháp qua cái lời dạy của các bậc trưởng lão, và chúc cô Kim Dung nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xa thú đành thai. Con thấy Kim Nhung đã tri ân sư rồi. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn chị Metta Thiện Vũ đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Bình thấy mấy ngày nay rồi, cái nít học trò này là giỏi, quá giỏi. Và Nhật Bình kính mời bàn tay của học trò, và học trò có thể cầm mic chia sẻ những ý kiến của mình để cho đạo tràng cùng nhau học hỏi được không? Và nếu được thì Nhật Bình kính mời bàn tay của học trò. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, nếu học trò cầm mic được, không có gì trở ngại, kính mời bàn tay của học trò. Dạ, chia sẻ những cái điều học trò biết được để cho đạo tràng cùng nhau học hỏi. Tại vì cái room Phật giáo Nam truyền là cái room mở, và nên là nhà tri đức hoan hỷ đến với tất cả bàn tay, và không có điều gì hết. Nên là nếu mà học trò được thì xin xuống là sao. Dạ,
Dạ, Nhật Quỳnh không hiểu được ý. Dạ. Rồi, trả mất tiêu luôn. Dạ, mời là xin xuống. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Thấy có nhiều ý kiến hay, Nhật Quỳnh mời mà không có chịu cầm mic. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời bàn tay quý vị và mời những câu chích chát để có thể chia sẻ cái hiểu biết của mình trong bài học ngày hôm nay. Ô, mình chào Thích Đề Men và vào đạo tràng. Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh coi con ai. Niệm Từ có câu hỏi không? Nguyên Trang có câu hỏi không? Thiện Vũ, Thích Hồng Mai. Dạ, quý vị có câu hỏi không? Quỳnh Phan, Quỳnh Phan có câu hỏi không? Quỳnh Phan. Alo. Như vậy mà Kim Nhung mang mắt kiến vô dữ vậy. Đừng bắt chước theo thầy Kinh chứ. Theo thầy Kinh là cứ mang mắt kiến chứ. Mình đeo kiến hả? Đeo kiến đen sao thấy đường trời. Đeo kiến nghe coi chữ mà còn chưa thấy đường thì coi đeo kiến đen. Bích ấy hả? Dạ. Dạ, Đàm Anh mới vào có câu hỏi không? Có câu hỏi thì Nhục Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ, Đàm Anh ơi, mới vào có câu hỏi không? Nếu thấy bích ấy thì mua giùm Nhục Quỳnh đi. Dạ, Nhục Quỳnh cảm ơn. Dạ, không ai hỏi, Nhục Quỳnh hỏi rồi nha. Dạ, không có ai hỏi, còn hỏi chứ để thời gian rất là quý báu, không hỏi thì rất là uổng. Tại vì con tuân lệnh của Ngài Liễu Tông, gặp quý sư là phải móc túi thôi, không móc túi là rất là thiệt hại, nên con phải móc túi. Đạo tràng đồng ý không? Đồng ý cho Nhục Quỳnh hỏi không? Có ai hỏi không thì đưa tay lên. Quỳnh giảng Nhật Hà nữa nè. Quỳnh Nhật Hà làm gì mắc cỡ dữ vậy? Nguyên Trang nữa hả? Dạ rồi. Vậy thì dạ, con xin phép được hỏi. Dạ, lúc nãy á, con nghe sư nói á, là ở thế gian thường có câu á, là con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức cha. Hoặc con cũng có nghe cái câu đó là cha nó ở ác quá à, nên là con gái phải chịu lãnh cái quả báo đó. Dạ, con hỏi thì con nói câu đó chắc sư cũng hiểu ý rồi. Dạ, thì bạch sư, nếu ở ngoài đời có những câu như vậy thì đối với bản thân con đi, thì con phải giải thích sao cái điều này bạch sư? Dạ, ví dụ như con cái con nó nói thằng mặn con khắc trước nữa. Dạ đúng rồi. Dạ đó đúng rồi đó. Thì nhất là ví dụ như Quỳnh Giang Nhật Hà nè, có con gái thì theo như người đời, Giang Nhật Quỳnh theo như người đời, người ta nói mình có con gái hoặc là Nhật Quỳnh có con trai, mà nhất là cha mà có con gái thì đừng đừng có tùm lum tà la, thì con gái mình sẽ chịu ảnh hưởng. Dạ bạch sư, con cũng thỉnh sư sư giải thích giùm con cái câu này, gặp những trường hợp này thì con phải làm sao bạch sư? Dạ con kính chân mít đến sư ạ. À, Quỳnh Gia không lo, tại vì Quỳnh Gia không có con gái phải không? Dạ, dạ con kính chân mít đến sư bạch sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì thật ra đó, cái nhận định của người đời là gì? Là phàm nhân, cái trí tuệ phàm phu thì người ta làm sao mà hiểu biết được cái các cái pháp giống như của bậc thánh nhân hay là của Đức Phật. Cho nên người ta nhìn ở một cái góc độ, một cái khía cạnh, rồi người ta dội, người ta kết luận thôi. Tức là trong đời sống, khi mà những chúng sanh có duyên cùng nhau hội tụ trong một gia đình thì sao? Những chúng sanh này nó phải có phước, những cái nghiệp báo, những phước này đó nó có sự tương động nhau. Cho nên á, do cái nghiệp lực đã tạo thì nó dẫn dắt những chúng sanh này lại gặp nhau. Thì ít nhiều á, nó cũng có ảnh hưởng với nhau.
chứ không phải là hoàn toàn. Đó. Rồi á, nếu mà con cái thì sao? Con cái thì nó lấy cái cha mẹ là cái tấm gương để nó noi theo. Nếu mà cha mẹ biết thực hành đi theo cái đường lối tốt đẹp thì sẽ là cái tấm gương dẫn dắt các con cái rồi noi theo. Còn nếu mà cha mẹ vì chạy theo tiền tài danh lợi, thỏa mãn những cái vật chất thế gian, rồi làm những cái điều sai trái thì sao? Thì con cái nó cũng bắt chước theo. Đó, chính vì những cái tấm gương này, chứ không phải là con cái nó thượng. Đó, hôm hổm thì sư cũng thuyết pháp, sư cũng nói tức là con cái của mình á, nó là cái tấm gương, và mình đang gieo những cái gì thì mình sẽ nhận lại những cái quả đó. Cái câu chuyện là cái ông này đó, ổng phụng dưỡng cha mẹ ổng không cách tốt đẹp. Người cha già yếu, ăn cơm này kia nhiều khi làm rớt bể tô chén hoài. Ông ta mới đi đi đâu, ông ta thấy có những cái miệng gáo, miệng dùa, ông ta lấy về, ông ta để làm cái đồ vật dụng để mà cho ông già ăn, ăn cho rớt khỏi bể. Thì thằng con mới thấy vậy, mới hỏi: ủa ba lấy mấy cái miệng gáo miệng dùa chi vậy? Nói: ông nội mày cũng ăn cơm cũng làm rớt bể tô chén hoài, tao làm cái này để cho ông ăn cho nó khỏi bể. Thì thằng con á, từ đó sao hả, đi đâu mà nó thấy những cái miệng dùa miệng gáo là tao lượm về để đó, mà ổng không có để ý. Rồi đến một hôm ông già ổng yếu quá rồi, giờ ở nhà ổng ấy quá, cho nên là ông này nói: thôi bây giờ chặt tre làm cái xe để đẩy ổng đi vô trong rừng, bỏ ổng cho rồi, chứ giờ ở nhà bây giờ ổng bày hì quá, hết chịu nổi rồi. Cho nên cái ông cha mới bỏ ông già vô cái xe đẩy đi, thì con nó cũng chạy lại nó phụ đẩy. Nhưng mà tới khu rừng rồi đó, tới cái khu rừng rồi đó, thì ông cha ổng lật bỏ chiếc xe đó, ông đi về. Còn thằng con không có, nó ráng sức nó lôi ông nội nó ra, bỏ nằm đất, rồi đó nó đẩy chiếc xe về. Thì ông đi một đoạn, ông quay lại, ông mới nói: chứ sao mày không bỏ chiếc xe trong rừng mà mày đẩy về chi? Nói: thì mai mốt á, con đẩy chiếc xe về, mai mốt mà ba già như ông nội vậy đó, con cũng bỏ ba vô đó, con đẩy vô rừng. Đó, thì lúc này ông ta mới thức tỉnh. Đó, thành ra đó, cái hành động của thân khẩu ý của mình á, nó là cái gì? Nó là cái tấm gương để con cái noi theo. Bây giờ nếu mình sống đạo đức, mình dẫn dắt nó, dạy dỗ nó trên cái con đường đạo đức, thì nó sẽ đi đến cái chỗ tốt đẹp. Còn nếu mà mình sống cái con đường phi đạo đức thì nó cũng bắt chước theo. Mà khi mình rạy nó, sao mình rạy được? Đó, hồi đó có ông Phật tử, ổng nói sư đó, ổng thì cũng sáng sỉnh chiều sai, cho nên ba thằng con thằng nào cũng sáng sai chiều sỉnh. Tới chừng mà bắt đầu ổng hiểu biết Phật pháp là ổng rạy dạy nó, ổng cấm nó, ổng không cho nó uống rượu, thì nó cự lại, nói: ba hồi đó ba cũng uống rượu, giờ ba cấm con, thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải ý thức, chúng ta phải hiểu biết để tránh đi những cái lỗi lầm. Mình phải là cái tấm gương tốt cho con cái nó noi theo. Chứ còn bây giờ á, mình cũng đời sống mình buông thả, rồi dễ vui, rồi lăng nhăng tùm lum tà la, thì sao? Thì con cái nó cũng noi theo, nó cũng tà la tùm lum.
Tại sao mình rày dạy được? Cho nên là rồi thế gian ta đổ thừa, ta nói tại cha đó chả lăng nhăng bày hầy, rồi bây giờ con cái nó cũng bày hầy lăng nhăng. Tại vì cái gương chứ không phải là cái ấy. À ta nói à, nếu mà à gì đó hổ phụ sanh hổ tử à, mà long mẫu thì sức long nhi đó, hả hả rồng thì sanh là loài rồng, mà hả hổ thì sanh loài hổ, à mà hả phụng thì nó ra phụng, mà gà nó ra gà đó. Thành ra đó ăn thua mình dẫn dắt, mình chỉ dẫn là dạy dỗ là con mình, à rồi mình là phải là tấm gương, không à ông già ông hút thuốc như cái ống khói bạo, mà con mới hút thuốc quấn thấy mồ nó cử lại nó vậy chứ ba ba hút thuốc ai quấn ba, không thành ra đó, thành ra chúng ta phải hiểu, chúng ta phải chính mình phải sửa đổi, mình chừa cãi những cái lỗi lầm à để mình dạy dỗ, mình chỉ dẫn à con mình, chứ không phải là mình đi chùa à mình giữ giới, mình tạo những cái điều phước thiện, nhưng mà nếu mà mình không chỉ dạy nó, mình không dẫn dắt nó à, thì nó đi theo cái con đường của nó à. Còn nếu mà bây giờ á mình biết khi mà nó gần gũi với những kẻ xấu gì đó à, mình chỉ dẫn phân tích à, để cho nó thấy, để nó từ bỏ, nó sửa đổi à. Chứ còn không phải là cái, những cái câu tục ngữ ngoài đời họ nói như vậy thôi, chứ còn không phải trong trong Phật pháp thì không có à. Nếu mà cha tạo phước thì cha có phước à, con tạo phước thì con mới có phước à. Chẳng qua là ở ngoài đời ta nói à, thí dụ như cha mẹ tạo được tài sản của cải tại cho con cái à, rồi cũng nhờ con cái nó trong quá khứ nó cũng có tạo phước, nó cộng nghiệp, cho nên bây giờ nó mới được thừa hưởng cái tài sản này à, chứ không phải là cái phước của cha làm là của cha, mà phước của con làm là của con. Trong cái dòng luân hồi mà kiếp này gặp nhau, nhưng mà chưa chắc cái kiếp những kiếp tới mà còn gặp nhau được nữa, phải không? Thành ra đó cái chuyện mà thế gian họ nói là cái đó họ chỉ nhìn ở những cái góc độ về cái đời sống à, của thế gian của hiện tại mà thôi, chứ còn nói về cái định luật nghiệp báo luân hồi thì phước của ai là phước người đó nấy hưởng à, không có ai hưởng được của ai, thì đó mình mới học rồi đó, không à, cướp không thể nào mà chiếm đoạt à, đó mình hồi hướng phước, mình chia phước, nhưng mà chưa chắc gì mình hồi hướng mình chia phước mà chúng sanh đó hưởng được, ở thế gian thì được đó à, mình có tiền của mình có thể mình chia cho con cháu mình đó à, nhưng mà đều cái phước của mình hồi hướng mình chia phước, nhưng mà chúng sanh đó có duyên, có điều kiện để hưởng được hay không, chứ không phải mình chia phước mà mọi chúng sanh đều hưởng được. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, mô Phật, con Quanh Phan, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa sư, sư cho con xin hỏi, từ xưa đến giờ coi như là cái ông bà mình hay nói là ông bà, gia đình, cha mẹ, làm việc gì phải làm việc thiện lương, làm việc cho có đức để mà để phước đức lại cho con cháu về sau này được hưởng. Vậy thưa sư, thì những cái phước đức của ông bà cha mẹ mình để lại vậy thì mình có được hưởng hay không, hay là
ông bà làm thì ông bà được hưởng, con cái làm thì con cái được hưởng cái phần đó. Dạ xin sư giải thích dùm cho con câu hỏi đó ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Kha Giá. Dạ thì ở đời thì người ta cái câu tục ngữ người ta nói là phước đức lưu tử tôn, là tức là cái phước đức để lại cho con cháu. Như cái câu của cô Nhật Quỳnh hỏi hồi nãy đó, thì nó cũng gần gần giống, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng đó, thật sự thật ra đó, ông bà cha mẹ để lại cho con cháu được cái tài sản vật chất mà thôi, nhà cửa ruộng vườn gì đó, hoặc là chúng ta hướng dẫn con cháu làm công việc phước thiện để nó có những cái nhân lành để nó hưởng. Chứ còn mà cái phước mà ông bà đã tạo là của ông bà, cha mẹ tạo là của cha mẹ, con cháu tạo thì mới có phước mà hưởng. Thì như nãy sư nói đó, tại vì sao? Những chúng sanh này có cái phước mới cộng nghiệp với nhau để mà hưởng. Thì quý vị thấy rằng cái câu chuyện mà cái ông mà xuất khổ đó, tại vì do những cái hành động bất thiện từ trong quá khứ, ông đã bất kính với các vị thánh nhân, rồi hủy hoại những cái vật thực mà người ta dâng cúng đến các bậc thánh nhân. Cho nên sao? Ông ta mới vừa tái sanh, bà mẹ mới vừa mang bầu thôi, là cái làng đó đã bị khổ rồi. Bị khổ, bị vua ấy rồi kêu đủ thứ hết, không có công ăn việc làm. Rồi người ta tách lời lần ra là lò ra cái gia đình ổng. Cho nên người ta tẩn sức, người ta đuổi cha mẹ ổng ra khỏi làng. Rồi từ khi mà ổng bà mẹ mang bầu á, là coi như không có xin làm được cái công việc gì mà kiếm được một chén cơm nữa. Khổ đến vậy. Rồi cái sao? Tới cái chừng mà sanh ổng ra rồi, bà liền quăng bỏ. Rồi ổng phải đi ngoài mấy cái bãi rác đồ ổng lượm. Do những chúng sanh này cái duyên nghiệp, cái bất thiện đến lúc nó trổ quả, cho nên nó cộng nghiệp với nhau, xui khiến ông này ông tái sanh vô cái ngôi làng đó, trong cái gia đình đó. Thành ra đó, cái tội mà khổ đó không phải riêng cái ông này đem tới, mà cái quả này á là chung nha. Hay là cái câu chuyện mà cái dòng họ Thích Ca bị truy sát đó. Đó, tại vì hồi xưa là cái dòng họ Thích Ca là một cái nhóm dân làng đi xuống dưới cái hồ tát cá lên. Rồi đến cái thời kỳ Đức Phật á, thì cái những chúng sanh mà là cái con cá á, bị sát hại á, thì nó trở thành cái vua Quý Đu Đá Phá và quân lính. Rồi đến lúc cái dòng họ Thích Ca phải trả cái quả xấu, cho nên là quân lính của vua Quý Đu Đá Phá tàn sát cái dòng họ Thích Ca. Cho nên á là nhân quả nếu mà ông bà cha mẹ làm chỉ lưu lại những cái tài sản vật chất ở thế gian, mà nếu mà con cháu mà nó có phước thì nó hưởng được, còn nếu mà không, nó không có phước thì nó cũng không được. Bị giống như nãy nói đó, bị lửa thiêu nè, bị thiêu cháy nè, rồi nước lũ cuốn trôi, rồi vua quan chiếm đoạt, rồi bị cướp bóc đó. Thành ra đó, cái tài sản thế gian thì có thể lưu lại, nhưng mà cái phước của ông bà thì sẽ của ông bà,
của cha mẹ, của cha mẹ. Chừng nào con cháu làm thì có phước được hưởng. À, nó là như vậy đó. À, nó theo như bóng với hình. À, không có ai có thể mà chiếm đoạt được hết. À, cho nên á, là chúng ta hiểu biết như vậy đó. Tại vì người ta chưa có hiểu biết về cái định luật nghiệp báo nhân quả. À, ta đứng ở trên cái khía cạnh ở thế gian thì ta thấy, hay là hoặc ta nói là nhìn vô cái con cháu mà biết cái dòng họ nó có phước hay không có phước. À, ví dụ như ông bà cha mẹ sống một cái đời đạo đức, à, nhưng mà do cái chướng nghiệp bây giờ á, có những cái đứa con cháu, à, nó sanh ra cái là cái người cái phi đạo đức. À, do hồi đó mình làm những cái phước thiện nó không hợp thời, à, cho nên bây giờ cái chướng nghiệp nó trổ sanh vậy. Rồi cũng có những cái gia đình, à, phi đạo đức, à, sống những cái nghề bất thiện, nhưng mà sao ở trong gia đình đó lại có những đứa con, những cái đứa cháu là cái người đạo đức. À, thành ra cái này á, mình không thể không để khẳng định ở trên cái khía cạnh của thế gian được, mà mình phải nhìn qua về cái định luật nghiệp báo, à, của Đức Phật đã chỉ dạy, à, chúng ta sẽ thấy được, à, để hiểu biết, để từ đó mình có một cái niềm tin, à, về cái lời dạy của Đức Phật về cái định luật nghiệp báo. À, còn thế gian đó thì sao, họ chỉ nhận định trên cái trí tuệ phàm nhân và nhận định theo một cái điều kiện khía cạnh, à, của họ hiểu biết mà thôi. À, họ không có được cái nhìn trí tuệ toàn vẹn. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Quanh Phan và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai chúng con, thành kính lãnh lễ tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi của Quanh Phan, và cảm ơn câu hỏi của Quanh Phan. Nhiều Quỳnh thấy màn hình như là Kim Nhung muốn cầm mic phải không Kim Nhung? Nếu Kim Nhung muốn cầm mic thì mời Kim Nhung, ạ, cho Nhiều Quỳnh một tín hiệu. À, dạ không, dạ. Rồi, sa thú hoàng thai Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư, hôm nay Sư giảng có cái phần giới, tín, tuệ và công đức đó. Thì con có cái câu hỏi về giới là, cái chẳng hạn về như là tam quy và ngũ giới, thì thường như con cũng biết về những cái câu Bali như vậy đó. Thì con có mấy đứa con nhỏ đó, con dạy cho nó đọc, thì nó cũng đọc câu Pali, rồi nó đọc tiếng Việt, rồi nó đọc tiếng Anh, tiếng Mỹ luôn. Rồi những thì nếu mà nó đọc như vậy á, thì cái tuổi của mấy đứa nhỏ thì khoảng 8-9 tuổi cho tới 12-13 tuổi thôi. Thì con nhận thấy là như là cái giới thứ nhất, thứ ba và thứ năm á, thì không có áp dụng với những cái tuổi này lắm. Tại vì cái đời sống mà ở nước ngoài thì thật ra nó rất ít cái những cái giới mà để cho nó phạm sát sanh. Cho nên tụi nhỏ ngoài ở bên này á, thì những đồ ăn á, giống như chẳng hạn như là ăn thịt gà đi, nó ăn toàn là thịt ở miếng ức hay không à. Nó nhìn thấy cái đầu gà nó cũng đã sợ rồi. Nó ăn chưa bao giờ mà thấy cái đầu gà, con chặn nó đi những cái khu nhà hàng của người Hoa, người Việt á, thấy người ta treo cái con gà quay là nó cũng đã sợ, thấy nguyên con gà có cái đầu cái chân là nó sợ rồi, nó đâu có thấy đâu, ăn miếng thịt biết miếng thịt thôi. Thì cái sự mà tránh xa sự sát sanh nó cũng ít gặp. Thì còn cái giới thứ hai và thứ tư thì nó đang cố gắng dạy cho tụi nó như vậy đó,
thì những cái đó nó không có tròn đủ năm giới vậy thì nó có cái công đức gì không thưa sư? Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng có gieo những cái hạt giống cho nó từ lúc nhỏ nhưng mà không biết nó đọc như vậy, rồi có nhiều lúc con chở nó đi xe trên đường cái nó cũng lẩm bẩm, nó đọc nó lựa lựa mấy cái từ khó, cái nó ngồi nó nghêu ngao như là Surame Rajamachapama Rathana, cái nó nhẩm rồi, hoặc là mấy cái câu mà Tam Quy, rồi nó lại hát YouTube giống như là mấy cái sư ở bên Sri Lanka vậy đó sư. Thì không biết nó có vô tình có bất kính hay như thế nào không, có gì con xin sư giải thích cho con hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Khi mà những đứa con cháu ở trong gia đình mà chúng ta hướng dẫn nó hiểu biết về Phật pháp thì đó là cái điều rất là tốt đẹp. Chính những cái đứa này nó cũng có cái phước đó, nó có duyên đó. Thành ra đó là cái bổn phận của cha mẹ là sao, phải hướng dẫn con đi vào cái con đường đạo đức. Đó. Cho nên hồi nãy sư nói sao, cha mẹ là cái tấm gương. Bây giờ mình phải gìn giữ, rồi mình mới hướng dẫn, chỉ dẫn, hướng cho con đi vào cái con đường đạo đức tốt đẹp. Thành ra đó, cái sự bất kính ở đây là cái sự mà dễ vui, xem thường kìa. Còn cái mình qua cái học, qua cái đọc thì nó không phải là cái gì mà chừng nào mà nó đem ra nó chế giễu đùa giỡn thì mới gọi là bất kính. Còn ví dụ như là đi trên xe nó đọc lẩm nhẩm kia nọ thì đâu có gì mà chính cái điều này á, tại vì là cái thường cận, nó nhẩm đi nhẩm lại vậy. Khi mà nó nhớ rồi đó thì nó nhớ rất là rõ, rất là sâu. Thành ra mình hiểu biết là cái khi nào mình phạm tội á là khi nào mình đem ra mình chế giễu, đùa cợt dễ vui thì cái đó là mình phạm. Còn ví dụ như trong khi mình học, có nhiều khi mình đi mà ngồi ở gốc cây rồi kia nọ mình lẩm nhẩm nhớ lại này kia nọ thì nó đâu có phải gì là bất kính. Rồi thì có mỗi chúng sanh nó có mỗi cái duyên cái nghiệp. Thì những cái quý vị thấy rằng những chúng sanh là Đức Phật nói là nghiệp trắng thì do quả trắng, nghiệp đen thì do quả đen, nghiệp có đen có trắng thì cho quả có trắng có đen. Những chúng sanh mà cái nghiệp tốt, thiện lành nhiều thì sao? Những chúng sanh này sẽ đi đến những cái nơi ăn ổn tốt đẹp, màu da sáng sủa, dung sắc dễ nhìn đó. Còn những chúng sanh mà cái bất thiện nhiều, tức là đen thì sao? Tái sanh những cái trú xứ khổ sở thiếu thốn, rồi dung sắc thì sao? Khó nhìn. Đó, cho nên á là qua cái biểu hiện của sắc pháp rồi, của đời sống đó, mình cũng biết là chúng sanh đó có phước hay là không có phước rồi. Rồi cái phước này như sư nói là nó cái giới mà mình giữ đó, không phải chỉ ở trong cái kiếp này thôi, mà chính đây nó là cái nhân cái duyên trong nhiều kiếp nữa. Chính vì những chúng sanh này cũng có giới cho nên bây giờ nó tạo cái thường cận trong cái đời sống hiện tại. Cho nên những chúng sanh này ít có thấy cái nghiệp mà sát sanh, ít thấy những cái hình ảnh ghê rợn của sự chết chóc. Đó, cho nên những cái người này
họ giữ giới một cách tự động. À, do cái quân tập thường xuyên từ quá khứ thì họ họ tự động họ giữ giới. À, có trường hợp hồi đó ở Pháp Bảo, cái chú này là cũng thần quyến của một cái vị sư. Chú này chú ở bên Đức về, thì khi mà chú về chú cũng có dẫn mấy người bạn về cho biết Việt Nam. Rồi chú cũng dẫn mấy người bạn đi ra nhà hàng hải sản. À, thì quý vị thấy rằng cái trường hợp mà ở bên phương Tây, bên Mỹ rồi đó thì nó không có, nhưng mà ở Việt Nam thì những cái nhà hàng hải sản có những cái hồ kiến, trong đó nó để tôm, cua rồi đủ thứ hết. Mà khi cái người khách hàng mà muốn ăn con nào chỉ nó là nó bắt con đó. À, thì cái chú này đó, chú muốn đãi những một người bạn mình ăn tôm đó, thì cái những cái người ở trong nhà hàng đó họ mới bắt những con tôm đó họ đem làm lên, đem lên bàn. Thì những cái có một cái cô ở trong cái nhóm bạn của chú này là cô ta nhất định là cô ta không ăn. À, hỏi sao vậy? Nói tại sao mà mình biết cái quý trọng cái sự sống của mình mà mình đi giết những cái chúng sanh khác để mình ăn. Cho nên là cô này cũng nhất định là có ai ăn ăn, cổ không ăn. À, ra đó cái này nó là cái thường cận cái duyên của một chúng sanh đó. À, rồi mỗi chúng sanh thì nó có những cái điều kiện khác nhau, cho nên á là từng bước chúng ta sẽ gìn giữ. Ở đây á, một khi chúng ta giữ một cái giới nào thì chúng ta sẽ đạt được cái điều tốt đẹp của cái giới đó. À, bây giờ á, nếu mà mình chưa đủ điều kiện, mình giữ trọn năm giới, bây giờ mình nguyện mình giữ giới không sát sanh, thì mình sẽ được cái phước của cái giới, cái quả phước của cái giới không sát sanh. À, mình gìn giữ cái giới không nói dối, thì mình sẽ được quả phước. Bởi biệt biệt giải thoát giới, là hả, mình giữ một giới nào thì có phước một giới đó. Mình giữ trọn vẹn được năm giới thì mình có đủ năm cái phước, hay là ngũ phước lâm môn. À, năm cái phước nó sẽ đến với cái ngôi nhà của người mà giữ tròn năm giới. Còn bây giờ mình giữ ba giới thì có phước được ba cái quả phước. À, chứ không phải là chừng nào mình giữ trọn năm giới thì mới có phước. Không có. Giữ được giới nào có phước giới nấy, giữ được ba giới thì có quả ba quả phước, giữ được bốn giới thì có bốn quả phước, vậy đó. À, và cái điều quan trọng á, điều quan trọng là mình hướng nó về cái vấn đề thực hành. À, chúng ta tự nguyện phát ra lời, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực thực hành thì nó mới đem đến cái phước báo. À, còn khi mà chúng ta có cái ý, chính nhờ cái ý rồi chúng ta mới phát ra lời. Phát ra lời rồi á, chúng ta phải thực hành, thì như vậy thì cái phước báo nó trọn vẹn, nó đầy đủ. Và cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Giang Nhất Hà. Và chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, an vui. À, dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Huynh Giang Nhật Hà, và cũng cảm ơn câu hỏi của Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn mấy phút nữa, còn vị nào có ý kiến gì không ạ? Có ý kiến gì không? Còn câu hỏi gì không ạ? Dạ, còn chưa thấy câu hỏi. Chạy hả? Đừng ăn chạy hả? Dạ, con xin chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề của Quỳnh Giang
Nhật Hà hỏi mà con có sự đồng cảm. Bạch sư, à, sư cũng biết rồi đó, sư cũng biết gia đình con rồi. Con nghe Quỳnh Nhật Hà hỏi thì con nhớ lúc con mới có đứa cháu nội đầu tiên ở Việt Nam, thì con đi qua chùa Bủ Đức á, cái con thấy cháu của bà Hai gì đó, bạch sư, sư nhớ bà Hai đó không sư? Đó, thấy cháu bà Hai, cháu nội của bà Hai mà bà Hai tới chùa Bủ Đức đó, cái thấy rất là ngoan, rất là dễ thương. Cái con cũng khen, con nói trời ơi bà có đứa cháu dễ thương quá. Cái xong cái bà nói, cô biết không, hồi đó đó mẹ nó còn ở trong bụng mẹ đó, là tôi đã dắt nó đi tạo phước, đại diện cho nó để tạo phước, cúng dường quý sư. Và khi nó ra thì tôi cũng giống như là đem đến để cho quý sư, cho nó này kia nọ, nên là bây giờ nó mới được như vậy này kia. Thế con nghe con cũng bắt chước, lúc đó con cũng mới biết đọc Phật giáo Nam truyền. Cái con dâu con có bầu, cái con cũng bắt chước vậy đó bà sư. Dạ, con cũng bắt chước vậy, con đi mua vật thực này kia sữa rồi. Cái con tới con nói với mẹ nó là dâng đến với Chư Tăng, đại diện là cho đứa con trong bụng. Dạ, và dâng rồi sau đó thì khi nó sanh ra là đầy tháng là con đã bắt nó đi chùa rồi. Dạ, bắt đi chùa. Thì thật sự con có nhiều đứa cháu, nhưng mà có cái đứa đó là nó khác hẳn luôn đó bà sư. Dạ, nó khác hẳn với cái đám cháu, cháu nội và cháu ngoại của con sau này. Và coi như là nó rất là dễ thương, và nó cũng được nhiều người thương nó. Và nếu mà nói mà đi chùa là 1-2 giờ đêm thì không cần biết, mà con về con nói giờ đi chùa nha, tối nay bà nội kêu con đi chùa nha, là nó dậy liền. Dạ, dậy liền để đi chùa, mặc dù ban đêm. Hoặc là có khi con nói năm nay con bà nội về dắt tụi con đi chùa nha, là nó xin tiền ba nó mẹ nó, cứ đi về có tiền lẻ là nó biểu cho nó tiền lẻ đi, nó để ống heo. Và con về mà con dân cúng Chư Tăng, cái năm mà con làm thí chủ qua chùa Ngọc Đạt á, thì nó hùng với con, nên con đặt bao thơ, có khi có tờ giấy 5.000, có khi tờ giấy 2.000, có khi tờ giấy 1.000, mà nó rất là vui. Dạ, bây giờ con nghe Vinh Giang Nhật Hà có những đứa con chịu nghe lời cha, chịu thọ trì quy giới này kia, con rất là hoan hỷ. Dạ, con nghe sư trả lời và của câu hỏi của Vinh Giang Nhật Hà, trong lòng con cũng rất là hoan hỷ. Và Nhật Quỳnh cũng chúc mừng cho gia đình Vinh Giang Nhật Hà, thuận vợ thuận chồng và cả con cái, đúng là thiện thi tức với nhau, rất là hữu duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con thấy đã hết giờ, con cung thỉnh sư đúc kết bài học ngày hôm nay, sau đó con xin sám hối ạ. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Thì qua những cái câu chuyện mà nó đã diễn ra trong đời sống, trong gia đình của tất cả quý Phật tử, để quý vị thấy rằng những cái sự tạo trữ, những cái thiện pháp, giữ giới, rồi chánh tín, rồi trí tuệ, hay là những cái công đức phước báo á, chúng ta làm không phải mà chúng ta khi mà chúng ta đi đến cảnh giới khác mà bỏ lại hết, mà nó sẽ đi theo bất cứ ở nơi đâu chúng ta tái sanh đến. Do đó chúng ta hiểu biết cái lời Đức Phật dạy, và chúng ta sẽ cố gắng thành thật nhiều những cái thiện sự, gieo trồng nhiều những cái chủng tử tốt đẹp, để là gì, hành trang là tư lương, nó sẽ là những cái người bạn thân thiết nhất đi theo chúng ta bất cứ ở cảnh giới nào, và chính nó là cái sự che chở, cái sự hộ trì
chứ không có một cái phép màu nào hay một cái quyền lực nào có thể mà che chở được. Từ đó để chúng ta có một cái niềm tin đối với lời dạy của Đức Phật, với giáo pháp và với chư tăng. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc tất cả quý vị thực hành trọn vẹn tốt đẹp, và cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời cô Như Quỳnh sám hối và xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp á. Uất tam ang ghe na văn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam ang buột thầy vô khả lì tổ đô sơ buột thô khả mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng thầm anh cha đức quý thăng và răng thầm mê vô ca đi tô đổ sâu thầm mô khả mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng sẵn khanh cha đức quý thốt tam ang sẵn khê vô ca li tô đô sơ sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ, chúc phúc cho đạo tràng chúng con tròn đủ phước báo. Con kính nhân mít đến sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc nhắn đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa bhuta nuvavena sudanso thi pavantu te pavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa dhamma nuvavena sudanso thi pavantu te pavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa sangha nuvavena sudanso thi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thục lành thai. Dạ đề vá ta sàn thi vi ha ra vá sinh ni thù bề khá rê bở thi khá rê tài hình ta hình ta tham ma đa nê na phà hoàn tu bụ chi ta so thịnh ca rôn tê thà vi ha ra man ta rê thể ra cha mạch cha na vá ca cha phích khá vô xa ra ní ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su khi ta phà hoàn tu tê cha ra bu cha ye bu cha an da sam pha qua san se ra cha ta a tha bo ba ba ti ca
Nếu gia ni căng tham ma qua răng bát tích chặt tay sát đai bị đôi khai sát khai ron tu sang khai giang thả tu chi răng sát tặng tham mô tham ma thà ra cha phục cha ra sang go ho tu sát mặt go qua a thả cha cha hay ta cha cha ẩm hay ra khà tu sát tham mô sát đai đi tham ma cha đi no quật thính sam ba bữa này gia ma tham ma đi gia ba quê đi tây ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hậu đổ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông lõi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được vĩnh an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất thiện hữu, chùa Phước Quang, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức quả của chúng con, pháp sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân nipanasabat cha yo ho tu, y đăng quân nhân nipanasabat cha yo ho tu, y đăng quân nhân nipanasabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp quyền phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Như Quỳnh kính chào tạm biệt đạo tràng. Con xin phép được xuống mít để trong mấy đạo tràng ban điều hành chúng con để bài kinh hồi hướng, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ.